Rồi hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại một sản phẩm loa công suất lớn, loa bass 50 để chúng ta có thể sử dụng thoải mái ở ngoài trời. Một chiếc loa kéo 5 tấc của CM Audio. Bây giờ trước tiên em sẽ đi test thử một đoạn nhạc để chúng ta có cái cảm nhận về chất lượng âm thanh của chiếc loa này. Sau đó thì em sẽ giới thiệu về thông số, thông tin chi tiết kỹ thuật và chiều cao cân nặng của chiếc loa này để chúng ta cùng tìm hiểu. Đúng là một con khủng long bạo chúa. Bom tấn, bom tạ bên em đều có đầy đủ hết anh em nhé. Bây giờ trước tiên là em sẽ test thử một đoạn nhạc để chúng ta có cái cảm nhận về chất lượng âm thanh trước đã. Rồi thì em vừa test thử chúng ta một đoạn nhạc để chúng ta cùng có cái cảm nhận và chất lượng âm thanh của chiếc loa công suất lớn, loa bass 50 chuyên sử dụng cho dùng ngoài trời hoặc là dùng cho những sự kiện. Nếu như chúng ta dùng trong nhà thì chiếc loa này chúng ta chỉ cần mở tới khoảng 30-40% công suất thôi là chúng ta đã thoải mái sử dụng rồi. Thì chiếc loa này là của hãng CM Audio. Chúng ta có thể quan sát về ngoại quan của chiếc loa này. Toàn bộ phụ kiện của chiếc loa thì bao gồm hai micro không dây, mic bằng kim loại, và mic này có khả năng reset tần số UHF. Chúng ta có thể điều chỉnh tần số để cho lệch so với những tần số của những chiếc loa kéo khác. Chúng ta cùng quan sát về bản mạch của chiếc loa này. Đây là toàn bộ các bản mạch của chiếc loa. Thì bản mạch này được sử dụng 10 phím chỉnh với chế độ kết nối không dây kết nối Bluetooth 5.0. Nó có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại, máy tính và TV, có khả năng kết nối, có cổng kết nối USB thẻ nhớ, cổng kết nối với đoạn điện thoại, máy tính và TV bằng các cổng AV. Ngoài ra nó có cổng kết nối mic có dây gồm 2 cổng, cổng kết nối đàn guitar điện gồm 2 cổng. Và đã tích hợp toàn bộ các tính năng hiện đại của chiếc loa, đó là có cả tính năng dì vật khi chúng ta hát karaoke. Đây là nút dì vật. Một ưu điểm nữa đó là chiếc loa này có thể sử dụng điện 220, khi chúng ta hết bình thì chúng ta có thể cắm điện trực tiếp điện 220 vào đây. Model của chiếc loa này là CM Audio CM18C. Chiếc loa này là chiếc loa được lắp ráp và sản xuất ở tại Việt Nam. Với kích thước lần lượt của chiếc loa này là 90x53x51 và trọng lượng của chiếc loa này lên tới 46kg. Loa được thiết kế vỏ thùng rất dày dặn và chắc chắn để phù hợp với một chiếc loa công suất lớn như này. Chúng ta có thể thoải mái và sử dụng ở ngoài trời. Bây giờ em sẽ test thử một đoạn karaoke để chúng ta cùng có cảm nhận về chất lượng khi chúng ta hát karaoke nhé.
trên phố bước chân anh nghe nói giờ anh đến chốn mà xa nhạc bóng mây nơi chân trời có ngày có yêu du quên đường về đặt tên dấu chân em trong đời tôi gió gió mưa kia đã xóa tan bóng hình em còn đây được mất hòa chung niềm nhớ nhung trên thôn đường cái màu đã đã quên đôi chân người nề nóng bước chân anh trong chiều mưa trời mời anh bước hoa màu con đường xưa đời ta đã có những ngày vui ông yêu con ơi xin trôi theo ngần rồi chúng ta có thể quan sát về ngoại quan của chiếc loa này một lần nữa. Đây là chiếc loa công suất lớn, chiếc loa Bass 50 của hãng CM Audio. Để chúng ta có thể thoải mái sử dụng ngoài trời hoặc làm sự kiện. Thì chiếc loa này bên đợt này đang có chương trình giảm giá sâu cho chiếc loa này, đó là giá chỉ còn 6.800.000. Em nhắc lại là đợt này mới đang có chương trình giảm giá sâu cho chiếc loa này, đó là giá chỉ còn 6.800.000 một chiếc loa công suất lớn để chúng ta sử dụng ngoài trời nhé. Con khủng long bạo chúa, một con loa với công suất vô cùng lớn, chúng ta có thể thoải mái sử dụng ngoài trời hoặc là chúng ta làm sự kiện. Anh em nào cần tư vấn sâu hơn về chiếc loa này thì hãy alo trực tiếp cho em theo số điện thoại em để sẵn ở trên clip nhé. Và xin cảm ơn tất cả.